Tiếp theo sẽ là câu hỏi đến từ khán giả Nguyễn Hưng hỏi như sau. Xin hỏi là cắt tỉa cành cho cây na dai ở thời điểm này có được hay không? Và cây ăn quả có múi hiện tại có cần tưới nước nhiều hay không? Anh Hưng thân mến, với câu hỏi này của anh thì chuyên gia Đinh Văn Đức đã tư vấn như sau. Thưa khán giả, theo tôi tức là đối với lại thời điểm này là cây na của chúng ta là đang vào cái thời kỳ mà rụng lá. Bởi vì thế trong thời điểm này chúng ta có thể cắt tỉa rất là tốt. Thậm chí tức là những cái cành nó mang quả trước đây nó rất là dài, chúng ta có thể cắt ngắn bớt đi. Ngắn bớt thì vào thời điểm này chúng ta cắt là rất là tốt. Nhưng mà tất nhiên rằng chúng ta phải chú ý vào, phải chọn vào những cái ngày trời tạnh, ráo, nắng. Chứ không được cắt vào những cái ngày mưa hoặc là sương mù nhiều. Vì thế cho nên là chúng ta phải chú ý cái điểm như thế thôi, hoàn toàn cắt thì được. Còn thì đối với cây ăn quả có múi thì thời điểm này chúng ta biết tức là thời điểm sau khi mà chúng ta vừa mới thu hoạch xong quả, vì thế cho nên là nếu mà đối với cái vườn đã bước vào thời kỳ kinh doanh, vì thế cho nên là thời điểm này là thời điểm chúng ta phải cắt tỉa tạo tán và bón phân hồi phục cây, và phải tưới nước, cho cây. Khi bón phân thì là phải tưới nước, hoặc là người ta phải chọn là khi đất còn đang ẩm, sau mưa đang ẩm người ta bón phân. Còn nếu bón vào thời kỳ khô thì dứt khoát là chúng ta phải tưới nước thì mới phát huy tác dụng của phân được, chứ còn nếu mà chúng ta cứ để đất khô như vậy chúng ta bón phân và thì phân nằm im đi thôi mà cây không sử dụng được, tuy nhiên rằng là chúng ta cũng phải chú ý thế này, sau khi mà đến bón phân tưới nước cho cây rồi, nhưng mà chúng ta phải chú ý thế này này, nếu mà những cái cây vào thời kỳ kinh doanh thì chúng ta cần chú ý tức là khống chế đừng để cho nó ra lộc đông. Tức là đối với cây cam quýt của chúng ta tức là vào khoảng là nếu tính theo dương lịch thì vào khoảng là cuối tháng 12 trong tháng giêng là chúng ta không nên để cho cây ra lộc đông vào thời điểm đó. Thì như thế thì nó sẽ giúp cho cây sau đó nó sẽ ra hoa đúng vụ, đã đạt kết quả tốt. Đầu tiên sẽ là câu hỏi đến từ khán giả có tên là Hữu Chính, đã gửi tới chương trình một câu hỏi như sau. Gà nhà tôi nuôi có hiện tượng là bị hen khẹt, gà bị gầy. Khi lớn chừng 1kg thì hết hen khẹt. Gà chỉ to được khoảng là 2kg, bình thường là khoảng 3kg. Đã cho dùng tylosin hòa nước cho uống nhưng thấy không hiệu quả. Hỏi cách điều trị như thế nào? Vâng, thưa bác Chính thân mến, theo chuyên gia thì biểu hiện hen khẹt trên gà có thể là biểu hiện của rất nhiều loại bệnh như là bệnh CRD hay viêm đường hô hấp mãn tính, bệnh ORT, bệnh viêm phế quản truyền nhiễm hay bệnh IB, bệnh ILT hay viêm thanh khí quản truyền nhiễm, bệnh E. coli, bệnh Newcastle. Và để xác định chính xác bệnh trên đàn gà thì bác Chính cần quan sát và chú ý thêm một số biểu hiện lâm sàng khác trên đàn gà để có hướng điều trị phù hợp. Và trong trường hợp này thì chuyên gia đã tư vấn cho khán giả như sau. Theo chúng tôi rất có thể đó là bệnh CRD hay còn gọi là bệnh viêm đường hô hấp mãn tính. Thì đối với bệnh này là gà cứ hen khẹt liên tục nhưng vẫn cứ ăn uống bình thường hoặc có giảm đôi chút nhưng không tăng trọng được. Và gà cứ suy kiệt dần và sau đó chết. Theo cái mô tả của anh thì tôi có cái sự chẩn đoán như vậy. Thế vậy thì anh cũng đã dùng cái thuốc mà đặc trị đối với hen khẹt, đặc trị đối với CRD. Thì thưa anh, đối với CRD thì cái vi khuẩn nó cũng rất nhanh kháng thuốc. Lúc đầu là cái tylosin rất có hiệu quả đối với bệnh CRD. Nhưng nếu mà cứ dùng nhiều lần và dùng lâu thì cái tylosin này cũng lại không có hiệu quả nữa. Do vậy nếu mà anh đã dùng tylosin những năm trước kia rồi hoặc là các lứa trước rồi thì đến bây giờ anh phải thay đổi lại thuốc. Cho nên chúng tôi sẽ tư vấn cho anh một cái phác đồ như sau. Vấn đề thứ nhất, ở giai đoạn hiện nay mùa lạnh thì anh phải giữ ấm cho đàn gà. Thì giữ ấm đàn gà bằng cách là gì? Những cái hướng chuồng mà có gió lùa thì anh phải gì? Dùng tấm bạt tre. Hay nói cách khác là chuồng là phải được gì? Ấm và kín. Kín nhưng phải thông thoáng chứ không phải là kín mà không có sự thông thoáng. Thì đấy là cái thứ nhất mà anh cần lưu ý. Thứ hai là xem cái mật độ đàn gà. Nếu mà mật độ đàn gà quá đông thì phải giãn mật độ. Thứ ba, xem cái môi trường chăn nuôi, đặc biệt là cái chuồng nuôi. Nếu mà chất độn chuồng mà bị ô nhiễm thì phải thay chất độn chuồng. Thứ tư là dùng thuốc sát trùng để tẩy uế chuồng nuôi và tẩy uế môi trường xung quanh.
Thì đấy là cái vấn đề thứ nhất mà về xử lý môi trường cũng như là giữ ấm cho đàn gà. Đồng thời anh dùng một cái phác đồ điều trị như sau. Việc đầu tiên là cho toàn bộ đàn gà uống nước tỏi. Thế vậy thì cái việc chế nước tỏi như thế nào? Cứ 100g tỏi giã nhỏ pha với 10 lít nước, gạn lấy nước trong cho gà uống tự do. Còn bã tỏi trộn vào khẩu phần ăn hàng ngày cho gà ăn. Thì đấy là cái vấn đề thứ nhất trong cái quá trình điều trị. Thứ hai là anh dùng một trong các cái loại thuốc sau đây. Ví dụ như doxy 50 hoặc doxy 75, hay là timicosin, hay là tetramicin, hoặc là cefotaxin, hoặc erythromicin. Thì đấy là những loại thuốc hiện nay có tác dụng rất tốt và cái sự kháng thuốc của vi khuẩn rất ít, vì vậy mà có hiệu quả cao. Thì anh dùng một trong các cái loại thuốc trên, anh trộn vào khẩu phần ăn hàng ngày, liều lượng theo chỉ dẫn trên bao bì sản phẩm, và cho ăn liên tục 5 đến 7 ngày để giảm cái lượng dịch tiết và giảm cái hiện tượng hen khẹp. Thì anh dùng thêm bromhexin hòa với nước cho gà uống theo chỉ dẫn trên bao bì sản phẩm. Và để cho đàn gà nhanh chóng được hồi phục thì anh dùng glucocase kết hợp với multivit, tức là vitamin tổng hợp, và kết hợp với giải độc gan thận và ADE hòa với nước cho gà uống tự do 10 đến 15 ngày. Cùng với cái việc đó thì anh có thể bổ sung thêm để tăng cái trọng lượng của đàn gà lên, thì anh dùng men tiêu hóa kết hợp với một cái loại thức ăn bổ sung, ví dụ như ginseng, hoặc là một cái chế phẩm mà người ta để ngoài là đỏ tích kích màu, bung lông bật cựa, trộn vào khẩu phần ăn cho gà ăn liên tục 10 đến 15 ngày.